Alo, anh nói mấy bạn nghe rõ không ha? Alo, alo. Alo. Dạ, nghe rồi anh. Rồi, không biết sao cái team của cái lớp I6 này, anh không biết sao nó vào trong cái mục hidden, cái mục ẩn, anh kiếm nãy giờ kiếm không thấy. Rồi, thôi mình bắt đầu đi ha. Thứ nhất là cái nhóm trình bệnh á, anh không thấy gửi bệnh án gì trước cho anh hết trơn, trời ơi. Rồi thôi mình bắt đầu luôn đi ha. Dạ, anh chờ em đấy. Em Thứ nhất là có vẻ cái mạng của em nó không được ổn định, hay là mạng anh nhỉ, đâu biết mà em nói nghe nó bị ngắt quãng quá. Em nói lại thử coi nghe có được không. dạ anh nghe chưa Rồi mấy bạn khác nghe có rõ không ha? dạ nghe được anh Thôi bắt đầu. dạ một phần hành chính hôm nay sẽ thay mặt cho nhóm 394 trình về cái bệnh án tiêu hóa. Một phần hành chính họ và tên bệnh nhi là Trần Nguyễn Minh Quân, giới tính nam, ngày sinh là 24 tháng 8 năm 2021, 7 tháng tuổi, dân tộc Kinh, tên ba là Trần Ngọc, bố mẹ là làm nhân viên văn phòng, địa chỉ là hiện tại là ở Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh. Ngày giờ nhập viện là 6 giờ 40 ngày 6 tháng 4 năm 2022, ngày giờ làm bệnh án là 20 giờ 40 phút ngày 7 tháng 4 năm 2022. Lý do nhập viện là tiêu chảy ngày thứ tư. Bệnh sử ba em hai bệnh bệnh bốn ngày. Ngày một là bé tiêu phân lỏng 2 lần, mỗi lần đi tiêu phân đàn tả, phân vàng không nhiều trái không lỏng, nhưng mà nhớ càng lớn. Ngày thứ hai là bé tiêu lỏng 4 lần, tính chất tương tự như trên. Ngày ba bé sốt nhẹ liên tục cả ngày, không rõ nhiệt độ, mẹ không cho uống thêm thuốc thuốc gì. Sáng tiêu phân lỏng 8 lần, mỗi lần đi tiêu phân đàn tả, phân vàng nhồi không lỏng máu. Đến tối bé đi tiêu phân lỏng mỗi 15 đến 20 phút 1 lần, thay khoảng 20 cái tả. Bé quá thấp kèm là nôn ói 6 đến 7 lần, nôn ra sữa và nước không lỏng máu. Ngày thứ tư thì 4 giờ sáng thì mẹ thấy bé không bớt sốt nhưng mà không có đo nhiệt độ, bé vẫn tiêu lỏng mỗi 15 đến 20 phút 1 lần, bé quá thấp. Gia đình là cho nhập bệnh viện Nhi đồng 1. Trong quá trình bệnh thì mẹ cho bé uống nước thì bé uống nhiều liên tục, bé không ho, không phun chì, không bả mồ hôi, không ăn da, cân nặng trước. Cái đợt bệnh này là 10,3 kg. Rồi, từ từ từ. Có Rồi quan chỗ trọng. phần bệnh sử các bạn có hỏi gì cho nhóm trình đâu mấy bạn? Em muốn hỏi là bé có nôn ói hay không? Cái cân nặng 10,3 kg đó là cân từ lúc nào? Rồi, bạn nhóm trình trả lời giúp anh. Ở trên mình là mình có để là bé có nôn ói là không biết là mình. Còn cái cân nặng đó là cân nặng trước cái lần mà bị bệnh này, tức là 4 ngày trước trăm. Rồi, tức là mẹ khẳng định luôn là trước đó 4 ngày, nghĩa là trước khi nhập viện 4 ngày là nó có được cân 10 kg 3 đúng không? Hay là mẹ nó cân cách đó 1 2 tuần hay là mấy tháng trước? Dạ, em hỏi là trước bởi trước cái đợt bệnh đó là con 4 5 ngày trước đó là mẹ cân là 10 kg 3 anh. Rồi, từ từ từ, hồi nãy bạn nói là có nôn ói đúng không ta? Là ngày thứ mấy ta? Dạ là ngày thứ ba là bé nôn 6 7 lần, anh nôn ra sữa và nước không có lẫn máu. À, quấy khóc kèm nôn 6 7 lần, nôn ra sữa và nước không lẫn máu đúng không? Rồi Dạ qua ngày 4 thì bé còn nôn không hay là chỉ nôn có mỗi ngày 3 thôi? dạ chỉ nôn mỗi ngày 3 thôi anh. Ngày 4 là bé, mẹ thấy bé vẫn còn, mẹ nôn sốt nhưng mà em khai thì mẹ không có đo nhiệt độ, nhưng mà tiêu lắng vẫn còn, nhưng mà nôn ói thì hết rồi. Rồi, rồi ok, còn ai hỏi gì nữa không mấy bạn?
Rồi em không biết là em ghi cái chỗ mà rung chi vã mồ hôi á, sao mình ghi triệu chứng âm tính nó vô ha? Dạ, tại thưa anh là em đi vào là thứ nhất là tại vì em thấy bé nôn ói nhiều cho nên em sợ bé có thể là hạ đường huyết chẳng hạn, cho nên là em đi thêm vậy. Hạ đường huyết thì nó sẽ là co giật chứ không phải rung chi. Dạ. Tại em ghi rung chi thì anh nghĩ là không biết có em có phân biệt nghĩ đó, lại trừ tay chân miệng hay gì đó hoặc là bệnh lý thần kinh gì đó thì nó có rung chi. Còn nếu mà trong những cái như rối loạn điện giải hoặc là hạ đường huyết hay gì đó sẽ nó sẽ gây co giật chứ nó không gây rung chi ha. Vã mồ hôi cũng vậy. Nếu mà em sợ nó có hạ đường huyết vã mồ hôi em ghi không vã mồ hôi thì cũng được, nhưng mà thật ra lúc mà anh đọc cái chữ không vã mồ hôi ấy, thì anh nghĩ là coi không biết này nó có phân biệt với lại suy tim hay gì gây vã mồ hôi không, mà thì ghi không vã mồ hôi chứ anh không có nghĩ nó hạ đường huyết. Thì vậy đó. Rồi cái thứ hai nữa là em hỏi là mẹ cho nó uống nước hả? Dạ em có hỏi là lúc đó thì bé có khát hay gì không, thì mẹ khai là mẹ thấy bé là nôn ói nhiều cho nên là mẹ có cho bé uống nước, thì thấy là bé là như là rất thì Ý muốn là uống nước nước lọc là quá hả? Ý là uống nước lọc luôn hả? Mẹ cho nó uống nước lọc hả? dạ nước ấm á, Rồi. nước ấm. À nước ấm hả? Rồi. Dạ. Rồi. Không biết đứa này 7 tháng thì để hồi xuống phần tiền sử ha. Rồi còn ai hỏi gì nữa không? Rồi không gì hỏi hết, mình đi tiếp ha. Tình trạng lúc nhập viện là em tính quái môi hồng trên khí trời, SpO2 là 96%, chi ấm, CRT bé 2 giây, mạch quay đều rõ, nhịp tim là 160 lần trên phút, thở êm 25 lần trên phút, phổi không rang, bụng mềm gan lát không sợ chạm, dấu béo da mắt chậm bé 2 giây, uống háo hức, vệ sinh hiệu là mạch 160 lần trên phút, nhiệt độ 36 độ C, nhịp thở 25 lần trên phút, SpO2 là 98%, cân nặng lúc nhập viện là 9,3 kg, còn cân nặng trước lúc bị bệnh này là 10,3 kg. Rồi, thứ nhất là ở nhà mẹ nó kêu sốt mà vô thấy không sốt hả? Dạ. Rồi, cái này là em ghi từ trong bệnh án ra hay sao? Dạ, cái này là em ghi nhận trong hồ sơ ra. Là em ghi từ trong hồ sơ ra đúng không? Rồi, tại vì thứ nhất mấy cái đứa mà nó 7 tháng đúng không? Mà đã có mất nước, mạch thì nhanh. Mà nó thở có 25 lần phút thì phải coi lại, hơi kỳ kỳ. Đúng không? Thường mà Dạ. dưới 1 tuổi á, thì mấy đứa này chả có nào thở 25 lần phút, có 25 lần phút là chừng nó thở chậm luôn rồi. Tại ngưỡng thở nhanh của nó là 50 lần một phút đúng không? Thường ngưỡng thở chậm đúng không? Dưới 1 tuổi nó có lộn không ta? Ừ đúng rồi, dưới 1 tuổi là 50 lần mà đúng không? Đúng vậy? Dạ. Dạ đúng, thấy im ru à. Đúng rồi ha, dưới 1 tuổi là 50 lần một phút mà. Mấy đứa này mà tự nhiên nó không có lý do gì hết mà tự nhiên nó thở có 25 lần phút thì mấy bạn biết nên nhớ là cái ngưỡng thở chậm á thì thường nó bằng khoảng một nửa cái ngưỡng thở nhanh. Nó thở 25 lần phút là coi chừng nó thở chậm, mà trên một cái đứa mà tự dưng nó đang tiêu chảy cấp, đang có dấu hiệu mất nước toan chuyển hóa gì đó, thì nó phải thở nhanh. Đằng này tiện đi vô đây thì thấy nó thở chậm thì không biết có vụ gì ở đây không. Rồi, thứ nhất cái điểm các bạn cần lưu ý ha. Rồi, có ai hỏi gì khác nữa không? Các anh không đồng ý gì với cái nhận xét của anh không thì cứ nói ha, đừng có im im mà anh không biết là mấy bạn hiểu hay là cái nhìn ra vấn đề hay là anh có lộn vấn đề gì không. Rồi nếu không thì thôi mình đi tiếp ha. Về tiền căng một tiền căng bán thân là về sáng kho là con 1/1 3 gram, mẹ là 1001, bé sanh phẫu thuật đầu tháng 39 tuần, cân nặng lúc sanh là 3 kg 4, sau sanh thì bé khép to không nằm dưỡng nhi, nằm viện 5 ngày, mẹ khám thai đầy đủ không phát hiện bất thường trong lúc mang thai, không ghi nhận dị tật bẩm sinh. Rồi, chỗ này các bạn có ai hỏi gì không mấy bạn? Em không hỏi nhưng em góp ý là nếu sanh phẫu thuật thì bạn nên ghi thêm cái lý do tại sao phải sanh phẫu thuật. Đúng rồi, nếu mà có sanh mổ, đặc biệt là ở những đứa nhỏ khoảng dưới 1-2 tuổi thì các bạn nên có thêm lý do là tại sao nó lại được sanh mổ ha. Bạn có trả lời được tại sao nó sanh mổ không? Em không có hỏi chỗ này.
Tại vì chẳng hạn như là nó một đứa xanh nhạt hay gì đó thì ra thì nó có khả năng nó bị hơi chậm phát triển gì đó ha, thì có thể thì lúc đó thì nó sẽ có góp phần thôi, nhưng mà ý là nó có xanh mổ thì mình nên hỏi là tại sao nó xanh mổ. Rồi còn ai hỏi gì nữa không? Rồi thì thôi mình đi tiếp ha. Về tiền căn dị ứng là không dị ứng thuốc thức ăn, không ghi nhận tiền căn tràm sữa, viêm mũi dị ứng hen, tiêm chống là đã tiêm được lao, viêm gan, CVP, bạch hầu, ho gà, uốn ván, bại liệt, hiếp, chưa tiêm não mô cầu, cấm phế cầu, không được uống vaccine rotavirus. Về dinh dưỡng thì bé bú mẹ hoàn toàn từ lúc sinh đến 6 tháng tuổi, ăn dặm lúc 6 tháng, bé đang uống sữa công thức 2, mỗi ngày là 8 cử, mỗi cử là 120 ml, và ăn 3 cử trên ngày, mỗi cái cử thì ăn được khoảng là 1 chén cháo đẹp, mẹ tự nấu với thịt cá rêu. Hiện tại mẹ không có sữa, không đổi các loại thức ăn mới cho bé. Sữa công thức 2 là sữa gì? Dạ, thưa anh là tại vì lúc đó Rồi, cái thứ quên nói. hai được rồi, được rồi, không rõ thì thôi. Nhưng mà cái thứ hai nữa là sữa này nó uống được bao nhiêu lâu rồi? Tháng này rồi hả? Hay là mới đổi vào cách đây 1-2 tuần? Dạ là bắt đầu uống sữa công thức 2 hơn. Ừ, là từ được cái này bây giờ 7 tháng đúng không? Thì anh muốn hỏi là đã uống cái sữa này được bao lâu rồi? Là được 1 tháng nay rồi hay là mới bắt đầu uống cái sữa này từ 1-2 tuần thôi? Thì tại Dạ bây giờ bé 7 tháng. dạ uống được 1 tháng rồi anh. À, uống được hơn 1 tháng rồi đúng không? Rồi. Dạ. Hiện tại mẹ không đổi sữa, không đổi lại thức ăn mới cho bé. Rồi thôi, cái nữa là không mấy bạn khác có ai hỏi gì không? Rồi, thứ nhất á, không ai góp ý gì hết đúng không? Thứ nhất á, là tiền căn tràm sữa viêm mũi dị ứng hen, là nó không phải tiền căn dị ứng, nó là tiền căn bệnh lý. Nha, dị ứng là dị ứng, chứ không có chỗ là tràm sữa viêm mũi dị ứng hen, nó là bệnh lý, tiền căn bệnh lý chứ không phải tiền căn dị ứng nha, tiền căn bệnh nội khoa. Rồi, thứ hai nữa là tại sao em nhấn mạnh là chưa tiêm não mô cầu, cúm phế cầu và không được uống Rota? Không được uống Rota thì cái này dễ hiểu rồi, nhưng mà anh không biết là tại sao em phải chưa tiêm, em lại liệt kê mấy cái đó. Dạ, anh, phần này em làm thì ý là bệnh nhân đã hôm qua hiện giờ lại là 7 tháng tuổi rồi, nhưng mà chưa em hỏi được những cái mũi tiêm ngoài thì mẹ chưa có tiêm, thì ý là ngoài cái của ta thì em muốn liệt kê cho nó đầy đủ. Rồi nghĩa là ý em là nói mấy cái mũi dịch vụ này bé mình nó chưa tiêm, hay nói cách khác là nó đã tiêm theo tiêm chủng mở rộng thôi đúng không? Dạ. Rồi ok, nhưng mà ý là nếu mà vậy thì còn nhiều rồi thôi kể, ý là lứa tuổi này thì nó chưa tiêm những mũi này rồi thôi được, ok tiếp. Về thể chất thì cân nặng là 10 10,3 kg, thì tính ra được cái cân nặng trên túi của bé là trong khoảng từ 1 SD đến kèm 2 SD, thì có sự chênh lệch, có sự lệch lạc về tăng trưởng, cần đánh giá thêm với cân nặng các chiều cao. Về chiều cao là bé là hiện tại là 75 cm, so sánh thì bé nằm trong khoảng là từ 2 SD đến 3 SD, đánh giá là bình thường. Cân nặng trên chiều cao là từ 0 SD đến cộng 1 SD là bình thường. Vòng cánh tay là 14,5 cm, là nằm trong khoảng từ 0 SD đến cộng 1 SD là bình thường. Vòng đầu trên túi là 44,5 cm là bình thường. Cho nên là kết luận là bé là phát triển thể chất bình thường theo túi, Rồi, tâm thần vận từ động. từ 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 gần đây tí. Anh muốn hỏi cái mà đánh giá mà kích thước vòng cánh tay là cô Thoa dạy ha. Dạ, cô thôi vậy. Vậy anh. Cô có dạy là đánh giá ở trẻ bao nhiêu tuổi không? Dạ, vòng đầu dưới vòng cánh tay là dưới 2 tuổi. Dưới 2 tuổi. Dạ. Vậy là mấy đứa 1-2 tháng chẳng hạn sơ sinh các bạn có đánh giá vòng cánh tay không? Lúc học sơ sinh là chỉ có vòng đầu chứ không có vòng cánh tay. Thì đó cho anh mới hỏi là như vậy mấy cái đứa mà vòng cánh tay thì bao nhiêu tháng trở lên các bạn mới bắt đầu đánh giá được? Em thấy trong cái bảng của cô là bắt đầu có từ 1 tháng. Từ 1 tháng luôn hả? Cái bảng của cô nó có từ 1 tháng luôn hả?
Ừ không, tại anh hỏi thôi. Tại vì theo như anh nhớ hồi đó cái bài anh học á là từ 6 tháng trở lên đánh giá bằng cánh tay được. Và sau đó thì sau này Hu nó cập nhật á thì là nó có cái bảng nó kéo xuống từ 3 đến 3 tháng thôi. Anh không biết cái bảng của cô thì không biết là cô có kiếm đâu ra cái bảng đến 1 tháng luôn, thì anh không biết là ở đâu ra. Tại cái Hu mới nhất anh đọc thì anh thấy là từ 3 tháng. Rồi. Cho nên ai biết đi thi thì coi chừng bị hỏi là đứa này em có đánh giá bằng cánh tay không, đợt rồi cái đứa dính rồi ha, mới có mấy đứa 3 4 tháng à mà nó không biết nó dò đâu ra được cái bảng vòng cánh tay để mà đánh giá nữa, nên anh mới hỏi là cô có cái bảng vòng cánh tay đánh giá trẻ 1 tháng trở lên luôn hả hay là sao. Cái này mấy bạn coi lại giùm anh nha, tại cái bảng anh kiếm được của Thu thì nó có đến 3 tháng à, nghĩa là Thu nó chỉ cho phép có từ 3 tháng trở lên thôi. Có ai hỏi gì không? Rồi cái thứ hai nữa là đứa này mà 7 tháng mà nó cao 75 cm là bằng với một đứa 1 tuổi rồi, mà nó cũng nặng 10 kg rưỡi là cũng bằng đứa 1 tuổi luôn à, 7 tháng mà nó vừa cao vừa nặng quá ha, anh thấy cũng hơi, nói chung là đứa này anh nghĩ chắc nó cũng không, nó cũng thuộc cái dạng hơi mập mập đúng không? Đúng không, giống khác ý là cái tổng trạng đứa này nó là sao? Dạ nó hơi mất. Ừ anh nghĩ là nó cũng hơi mập, tại cái này mấy cái kích thước này anh thấy là bằng xem với đứa khoảng 10 hoặc là 11 10 tháng hoặc là 10 12 tháng luôn, chứ nó cũng không phải là mấy đứa nhỏ. Đồng thời anh thấy 3 tháng, cái số tháng của nó thì nó mới có 7 tháng à. Rồi thôi tiếp. Dạ về từ 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 tập kéo xuống đi. Về cái tâm thần vận động thì là vận động thôi là bé biết lên tròn, vận động tên là biết với tay tìm kiếm hay nói chuyện, nhận thức ngôn ngữ thì bé biết mặt bệ bài âm tiết, quay về phía có tiếng nói cảm xúc xã hội thì biết với lối đồ chơi bóc cho vào miệng, thì kết luận là phát triển tâm thần vận động là phù hợp với lứa tuổi. Khoan từ 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 lên lại tí. Tại lên lại tí lên lại tí. Rồi ok, tiếp. Và tiền căn bệnh đấy là chưa chưa bị cái tình trạng tiêu chảy tương tự như lần này, chưa nhập viện lần nào, hiện tại không có sử dụng bất cứ loại thuốc gì, không ghi nhận bé tự ý ăn gì lạ. Và tiền căn gia đình là chưa ghi nhận tiền căn gia đình đang mắc các bệnh lý về đường tiêu hóa tiêu chảy, chưa ghi nhận tiền căn lao suy giảm miễn dịch, bệnh lý ác tính, bệnh lý di truyền, gia đình thì chưa ai mắc COVID-19. Rồi thứ nhất là cái chỗ mà không ghi nhận bé tự ý ăn gì lạ thì nó cũng không phải nằm trong phần bệnh lý mà nó phải nằm trong tiền căn dinh dưỡng. Mà thứ hai nữa là mấy đứa này là nó bắt đầu cái tuổi như phía trên em ghi là tâm vận thần vận động tâm thần á, nó bắt đầu nó có thói quen bỏ đồ ăn gì đó vô miệng đúng không, cho nên thực ra nó có ăn gì lạ hay không thì mẹ nó nói gì thôi, chứ có hay không không ai biết hết ha. Rồi rồi tiếp. Dạ, về bằng khám lâm sàng, tổng trạng thì bé tính, thể trạng trung bình, môi hồng trên khí trời, da và niêm mạc hồng, chỉ ấm sẽ là tới bé 2 giây, mạch quay rõ đều hai bên, dấu quéo da mất nhanh, mắt trũng thì hiện tại khám thì không có. Bé thì có uống háo hức, hạch ngoại biên không sợ giảm, không phục, không xuất huyết. Về dấu hiệu thì niêm mạc 110 lần trên phút, nhiệt độ là 36 độ C, nhịp thở 25 lần trên phút, cân nặng lúc nhập viện là 9,3 kg. Con này trước khi được bệnh thì là 13 SP2 98%. Rồi từ từ, đây là lúc em khám đúng không? Dạ, lúc em khám anh. Em khám là ngày hôm sau đúng rồi, nãy em thấy em ghi là ngày Dạ. khám là ngày hôm sau đúng không? Dạ. Mà vẫn còn mắc trũng với uống nước háo hức hả? Dạ, em mới tưởng em để là âm tính là tức em khám không có. Lộn lộn gì lộn gì, vẫn còn uống nước háo hức hả? Dạ, lúc khám thì em không có được biết cho bé uống, nhưng mà tại em hỏi mẹ là bé vẫn còn uống nước nhiều hơn thì mẹ kêu bé vẫn còn uống nhiều. Vậy nha, đánh uống nước háo hức ủa anh không biết cái này Y6 học tiêu chảy có đi khoa tiêu hóa đúng không, có học không ta, là uống nước háo hức là mẹ khai hay là em đánh giá? Dạ là em đánh giá nhưng mà Rồi em không đánh giá sao em phán nó uống nước háo hức?
đúng không? Mấy bạn có bạn nào nói cho anh nghe coi đánh giá uống nước háo hức là đánh giá là sao? Dạ thưa anh, Như thế nào mình mới nói nó là uống nước háo hức? nên là mình sẽ cho bé uống nước, lấy một cái cốc nước ra cho bé, nước từng muỗng cho bé uống, sau đó mình sẽ ngưng không cho bé uống nữa, mình nếu mà bé quấy đòi uống thì sẽ là bé uống hết. Ừ, phải như vậy ha, hoặc là không có nước thì cho nó bình sữa hay gì đó, nó đang uống thì mình là tự mình lấy ra. Nếu nó cứ vẫn nó khóc ré lên và sau đó mình đưa lại cho nó bình sữa, nó bú tiếp, nó inín hay là gì đó thì cái đó nó mới gọi là uống nước háo hức, chứ không phải là mẹ thai còn uống nước nhiều cái gọi là uống nước háo hức nha. Nghe nhóm 3, mấy bạn nhóm 3 lưu ý giùm anh nha. Mai mốt trình có mai mốt có thi có chúng làm mấy bệnh tiêu chảy thì nhớ giùm anh cái vụ này. Có khám có làm thì nói, còn nếu như mà không khám không làm thì đừng có ghi vô. Rồi tiếp. Ủa mà đúng rồi, hồi nãy mấy bạn nói là thể nhìn nó búp búp mà sao mấy bạn ghi thể trạng trung bình ta. Rồi thôi kể đi. Tiếp. Cho em hỏi cái chỗ uống nước háo hức nha. Tại vì em thấy các liệu người ta kêu là cho nó uống trong vòng 15 phút mới đánh giá là có uống nước háo hức hay không. Còn mình sẽ cho uống tới bao lâu thì mình đánh giá được? Rồi cái đó em coi ở đâu? 15 phút. Không, cái đó là em quên, nhưng mà em chỉ nhớ là em đọc người ta nói 15 phút thôi. Rồi thứ nhất anh không biết là anh Thịnh hay gì đó có dạy hay là cái bài của anh Thịnh có gì khác hay không, nhưng cái vấn đề nhưng mà trong bài anh nhớ không phải là theo hồi đó anh học là uống nước háo hức á, là sẽ cho nó uống không quan trọng bao lâu hết, tất nhiên là em cho nó uống càng lâu thì càng nấy thôi, nhưng mà thường là nó uống sẽ không có đủ để mà nó mất mấy cái dấu hiệu đó, nhưng mà không có quy định về mặt thời gian là bao nhiêu lâu. Có nghĩa là em cho nó, em hẹn là em vô em khám đúng không, em kêu là em thấy nó mất nước, em kêu mẹ nó em cho nó bình sữa và kêu em ly nước múc cho nó, cái là em thấy mấy đứa đó là em sẽ thấy là nó thấy nước á, là mắt nó nhìn về cái nước á, rồi nó đòi kêu đòi mẹ nó đút đi nè, rồi sau đó đang đút vậy em kêu mẹ nó ngưng, mẹ đem ly nước ở chỗ khác là em sẽ nó khóc nó đòi cái ly đó liền, nếu tay nó với được là nó sẽ với liền, chứ không có phải là phải chờ nó uống bao nhiêu lâu đó rồi mới ấy, tại nó không có ý nghĩa là chờ bao lâu, nghĩa là bây giờ em lấy ra thì nó cũng vẫn còn khác, mà em để lâu thì nó cũng vẫn còn khác, chắc chắn là uống mấy cái 5-10 phút nó không thể nào nó bù được cái lượng nó mất, cho nên nó không có cái quy định về mặt thời gian. Ok. Ừ rồi. À, anh thấy hả, từ từ cho anh tí, hồi nãy anh thấy bạn Huyền đúng không, Huyền đúng không? Huyền Trâm có gửi cái bản của, đó là bản của cô hả, cái bản mà đánh giá bằng cánh tay á. Thì các bạn nhớ giùm anh cái đánh mà nãy kêu dưới 2 tuổi cũng không đúng, dưới 2 tuổi nữa là đánh giá cho trẻ suy dinh dưỡng từ 3 tháng đến 5 tuổi nha. Cái này anh nghĩ là học với cô có nói rồi mà bạn không lưu ý thôi, chứ không phải đứa nào vô bậy bạ cũng đánh giá bằng cánh tay hết nha. Rồi tiếp. Khám tim mạch, lồng ngực bé cân đối không dị dạng, không có đập bất thường, diện đập mông tim ở khoang liên sườn 4, cạnh đường trung đoàn trái, nhịp tim đều T1 T2 rõ, tần số 110 lần trên phút, không âm thối, hô hấp thì lồng thì bé thở đều, nhịp thở là 25 lần trên phút, không co lõm ngực, phổi phải âm hai bên đều, không ran. Rồi từ từ ngưng tí, thứ nhất là nếu mà các bạn có khám gì đập mỏng tim, có khám không? Ha, thì các bạn phải ghi là diện đập mỏng tim kích thước bao nhiêu, đúng không? Diện đập mỏng tim đâu phải là mình chỉ nói ở vị trí nào đâu, mình phải mô tả là diện đập mỏng tim kích thước bao nhiêu cm vuông, nằm ở vị trí nào, có gì đó hay không ha. Rồi cái đó là thiếu, nếu mà các bạn có khám gì đập bấm tim các bạn phải xác định nó bao nhiêu cm vuông. Cái thứ hai nữa là nãy như nó rồi có đếm nhịp thở không? Dạ ra đây có. Nó thở có 25 lần phút thôi hả? Thường mấy đứa này nếu như mà cho dù nó ngủ đi chăng nữa tần số thở cũng sẽ dao động đâu quá khoảng 30 lần một phút ha. 25 lần phút là chậm á. Thôi, cho nên cái này để ý lại giùm anh. Rồi thôi tiếp. Khám tiêu hóa là bụng cân đối, di động theo nhịp thở, không thấy u sẹo. Cong tuần hoàn bằng hệ bằng tím hay là thốt bị rốn. Nhu động ruột là 14 lần trên phút, không nghe âm thối động mạch, bụng mềm, không chướng, không đề kháng khu trú, gan 1 cm dưới bờ sườn phải, lách không sợ chạm. Rồi, thế đây, từ 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 từ,
Rồi, ở đây lại không thấy thêm dấu phéo da. Đúng không? Mình đang trình một cái bệnh nó tiêu chảy mà đúng không? Đúng không? Ý là cái này là cái phần này các bạn không có đánh giá dấu phéo da đúng không? Ý anh hỏi gì thôi. Tại anh không thấy nói. Dạ, ý là dấu phéo da tụi em có mô tả ở phần tổng trạng anh, cho nên là ở dưới phần khám bụng tụi em quên không đưa vô á. Rồi, hồi nãy phẫu phần tổng trạng là có đánh giá dấu phéo da hả ta? Rồi ok, thôi tiếp. Thường dấu phéo da sẽ để xuống cái phần khám tiêu hóa chung luôn, thôi kệ để lên tổng trạng cũng được. Rồi thôi tiếp. Về thận, niệu sinh dục, là cơ quan sinh dục ngoài là nam, thần kinh thì thốt phán cô mềm không giáo thần kinh định vị. Về cơ xương khớp thì không biến dạng chi, không giới hạn vận động, tai mũi họng thì tai không chảy dịch, mũi không chảy dịch, họng không đỏ, amidan không to, các cơ quan khác thì chưa ghi nhận bất thường. Tóm tắt bệnh án, bệnh nhi nam 7 tháng tuổi nhập viện vì tiêu lỏng ngày thứ tư, qua thăm khám và hội bệnh thì ghi nhận các vấn đề sau. Thứ nhất là triệu chứng cơ năng là bé có tiêu lỏng không đảm bảo, nôn ói nhiều. Triệu chứng thực thể là kích thích vật vã, ú háo hức, cháu béo da mất chậm bé 2 giây. Về cái cân nặng của bé thì tính là bé là giảm 9,7%, tức là từ 10 ký 3 xuống còn là 9 ký 3. Tiền căn thì chưa được chủng ngừa rotavirus. Rồi, sửa mấy cái linh tinh ra. Thứ nhất là rotavirus, là cái tên đó là rotavirus luôn, chứ mình không có dịch ra tiếng Việt là chữ U là virus là thành chữ T nha. Tên của cái con nó là rotavirus luôn, cái tên nó đúng vậy luôn, trên không có ghi ra tiếng Việt được. Rồi. Tiêu lỏng không đàm máu, nôn ói nhiều. Thứ nhất là ngày thứ ba, được đấy, muốn đưa vô trong bệnh sử luôn. Tại ngày thứ ba nó chỉ ói có mỗi ngày thứ ba thôi, ngày thứ tư không thấy ói, nói ói nữa. Thì thứ nhất đó có phải là vấn đề hay không thì phải coi lại. Nhưng thôi để vô đi cũng được. Triệu chứng thực thể là kích thích vẻ. Phía trên, hồi nãy cái chỗ phần mà tình trạng lúc nhập viện là ghi là bé quấy hả? Hay là bé kích thích ta? Ghi chữ gì cái chỗ mà tình trạng lúc nhập viện á? Dạ, bé quấy hả? Chứ đâu có kích thích vật vã đâu, đâu ra vậy? Hai cái khác nhau mà. Đúng không? Kích thích vật vã là chừng nào mà em thấy mà nó vật vã thì mới có. Còn cái này là nó quấy thì có thể là nó khóc, hay là nó thấy người lạ nó khóc thì cũng ghi là quấy được, chứ không có đồng nghĩa với lại là nó một cái đứa mà nó kích thích trong cái trường hợp nó thiếu nước nha. Cái này thì phải lưu ý cái chỗ này. Trên bởi vì mới nói cái lúc mà tình trạng nhập viện á thì cái người ghi họ phải ghi cho nó chính xác, là họ đánh giá là nó kích thích có nghĩa là nó không lúc nào nó cũng vậy hết, hay là do lúc mình thăm khám nó thấy bác sĩ lạ nó khóc nó quấy. Thì hai cái đó phải coi chừng phân biệt với nhau. Rồi. Uống nước háo hức á thì hồi nãy là tình trạng lúc nhập viện là có không? Dạ có anh. Có ghi đó hả? Rồi ok. Dạ. Mất nước nặng thì mất 9,7 không? Mất 9,7% cân nặng ha. Hai kể cũng được. Rồi ok. Rồi thứ hai nữa là chưa chủng ngừa rotavirus, rồi thôi tiếp. Về phần đặt vấn đề là có 6 vấn đề. Thứ nhất là tiêu chảy cấp ngày thứ tư. Hai là có mất nước. Thứ ba là có nguy cơ thất bại đường uống. Thứ tư là không có dấu hiệu nguy hiểm toàn thân. Thứ năm là chưa biến chứng, không có bệnh lý đi kèm. Thứ sáu là chưa chủng ngừa rotavirus. Rồi, thứ nhất á, cái phần đặt vấn đề là cái phần bạn đặt ra vấn đề, chứ nó không phải là các bạn ghi những cái triệu chứng âm tính, những cái không âm tính vô. Cho nên thực ra các bạn những cái âm tính đó các bạn muốn đưa vào biện luận thì ok, nhưng mà các bạn đừng có ghi lên đặt vấn đề là gì hết. Đặt vấn đề là cái nào là vấn đề thì mình đặt ra thôi. Cái chưa chủng ngừa rotavirus thì anh thì nếu mà các bạn muốn thì các bạn ghi cũng được, nhưng mà tại vì nó không phải là vấn đề mình giải quyết được nữa, tại vì trên 6 tháng là không có uống rotavirus được nữa rồi. Cho nên thực ra các bạn có ghi ra vấn đề là chưa uống rotavirus đi chăng nữa thì mình cũng không giải quyết được vấn đề đó. Còn mấy cái mà không dấu hiệu nguy hiểm toàn thân, chưa biến chứng, không bệnh lý gì đó thì nó không phải vấn đề để mà mình đặt ra. Nó sẽ nằm trong cái phần biện luận để mà mình biện luận là nó nhẹ, nó nặng hay cái gì đó ha. Rồi tiếp.
Về phần chẩn đoán sơ bộ là tiêu chảy cấp ngày thứ tư có mất nước nghi do virus chưa biến chứng, có nguy cơ thất bại bằng đường uống. Và chẩn đoán phân biệt là tiêu chảy cấp ngày thứ tư có mất nước nghi do vi trùng chưa biến chứng, có nguy cơ thất bại bằng đường uống. Với một chẩn đoán phân biệt đó là tiêu chảy cấp ngày thứ tư có mất nước nghi do ký sinh trùng chưa biến chứng và có nguy cơ thất bại đường uống. Rồi, thứ nhất á, là đứa này nó có sốt đúng không? Sốt 2 ngày. Ha. Dạ, ở nhà. Đúng không? Rồi. Dạ, thứ nhất là anh có nhất là thứ nhất là anh không biết là mấy bạn được dạy là chẩn đoán là phải có ghi chưa biến chứng vậy hả? Alo. Thì anh hỏi là có được dạy là phải ghi chưa biến chứng vậy hay là sao? Dạ, em chẩn đoán em ghi cho đầy đủ rồi. Còn nếu bình thường là nếu mà có biến chứng thì không cần ghi. Đúng rồi, không có biến chứng thì đâu cần ghi, em ghi cho nó dài ra ha. Cho nên anh chẳng hạn đứa nào cũng chẩn đoán lúc mà thi đó là cũng chẳng là viêm phổi nặng chưa có biến chứng gì hết, anh thấy không có cần. Tại mấy bạn thấy trong bài người ta cũng ghi là tiêu chảy cấp có mất nước ngày mấy luôn rồi chứ cũng không cần phải là chi chưa biến chứng gì hết ha. Có nguy cơ thất bại đường uống thì thôi hồi để xuống coi bạn luận. Thì mấy bạn muốn phân biệt các nguyên nhân giữa virus và vi trùng là với nhau thì cũng được thôi, nhưng mà anh nói là thường trên mấy đứa này thì rất khó để mà phân biệt do cái gì. Thì tùy mấy bạn muốn biện luận thì biện luận. Nhưng mà do ký sinh trùng thì mấy bạn phải coi lại là tại cái lứa tuổi này 7 tháng thì ký sinh trùng thì hầu như là anh không biết là xuống phần biện luận thì mấy bạn biện luận phân biệt cho ký sinh trùng gì ha, nhưng mà nói chung là cái lứa tuổi 7 tháng mà nói do ký sinh trùng thì hầu như là không có rồi đó ha. Cho nên cái thứ hai nữa là đứa này nó có sốt 2 ngày đúng không, thì các bạn lưu ý là mà các bạn phân biệt do vi trùng thì các bạn có nghĩ nó nhiễm trùng huyết hay không, chỗ phần chẩn đoán. Trong đứa 7 tháng tuổi tiêu chảy có sốt 2 ngày mà thì các bạn có phải phân biệt nhiễm trùng huyết hay không? Ha, bạn có nói là tại sao bạn không phân biệt không? Dạ thưa anh, là tại vì em nghĩ là cái sốt đó là ở nhà mẹ hay sốt, nhưng mà em nghĩ là tại vì mẹ không có đo nhiệt độ. Nên là cái và lúc vào viện thì mới lại không có sốt và lúc khám thì lại nó cũng không có đủ cái hội chứng là đáp ứng viêm toàn thân, cho nên là nó có mặt không có viêm 36 đúng không, mà tại vì đo nhiệt độ không có. Rồi vậy ok thì thôi, tại anh chỉ nói nhắc với bạn thôi ha, là thứ nhất là mấy đứa này mà tiêu chảy có sốt vô thì nó mạch nhanh gì đó thì các bạn phải suy nghĩ trong đầu, là lúc đấy là không phải suy nghĩ trong đầu mà các bạn sẽ phải phân biệt xem là nó có nhiễm trùng huyết hay không. Ha, nhắc lại nha, tại mấy đứa nhỏ này thứ nhất là nó rất là nó sốt đùng đùng gì đó, thứ là coi chừng nhiễm trùng huyết rồi nếu mà nghĩ là do vi trùng. Cái thứ hai nữa là tại cái hệ tiêu hóa của mấy đứa này á, các bạn nên nhớ ha, là cái hạch lympho nó chưa phát triển đầy đủ, và cái mấy cái hạch lympho, mấy cái đường, mấy cái hệ lympho á, thì nó sẽ dẫn trực tiếp vào máu luôn, chứ nó không có thông qua gan như là ở người lớn. Cho các bạn thấy người lớn đôi khi tiêu chảy nhiễm trùng mà chưa chắc người ta nhiễm trùng huyết, trong khi mấy đứa tiêu chảy nhỏ thì mà nó sốt đùng đùng là phải coi chừng nó nhiễm trùng huyết liền ha. Rồi thôi tiếp. Về phần biện luận chẩn đoán là ở bé này là nhất là bé không có các dấu hiệu nhiễm toàn thân cần cấp cứu ngay, nên là khám lâm sàng thì bé tính sinh hiệu ổn, CRT bé 2 giây, không ly bì hôn mê, không co giật tím tái, nghĩ là bé có tình trạng tiêu chảy cấp vì bé tiêu lỏng là lớn hơn 3 lần trên một ngày. Còn về phân loại mất nước theo AMCI là thứ nhất là bé này là có tình trạng có mất nước, tại vì là bé khám thì bé quái dấu béo da, mất chậm bé 2 giây, bé thì uống háo hức, mẹ khai tại vì lúc mẹ cho bé uống nước thì bé uống liên tục. Là cuối cùng là có dấu béo da mất chậm không? Dạ, nãy lúc trên là có dấu béo da mất chậm mà. Béo da mất chậm là mất là trên bao lâu? Dạ, cái đó là ghi nhận của bác sĩ thời điểm nhập viện. Nhưng mà dấu béo da mất chậm là trên 2 giây hay dưới 2 giây? Dạ, dòng béo da mất chậm là dưới 2 giây ạ. Dưới 2 giây, còn... rồi, mất rất chậm dạ. Là trên 2 giây. Rồi ok, dạ. Rồi thôi tiếp. Bé này thì có 3 dấu hiệu của có mất nước và có cái cân nặng lại. Cân nặng giảm là 9,7%, cho nên là bé này là có tình trạng tiêu chảy có mất nước. Tiếp tiếp
Về đánh giá các biến chứng kèm theo á, thì về rối loạn đi trái thì bé không có co giật, không ly bì, hôn mê, bụng thì không chướng, nhu động ruột thì vẫn còn, cương lực cơ bình thường. Tuy nhiên bé nôn ói và tiêu chảy nhiều trong vòng vài giờ, nên là cần đánh giá để xử trí ngay, cho nên là cần đề nghị y ông đồ để kiểm tra. Về rối loạn kiềm toan là bé tiêu lắm nhiều kèm nôn ói, nên nghĩ nhiều là bé có rối loạn toan kiềm. Tuy nhiên á, lâm sàng thì bé không có biểu hiện thở nhanh sâu, cho nên là cần theo dõi thêm để đánh giá. Về hạ đường huyết, bé không có vã mồ hôi, da tim nhợt, không có rối loạn tri giác, không có hôn mê. Tuy nhiên thì bé nôn ói nhiều, tiêu chảy, cho nên là không thể loại trừ được cái tình trạng hạ đường huyết, cần làm gastric để ngay để kiểm tra. Về suy thận cấp thì bé tiêu chảy có dấu mất nước kèm nôn ói nhiều, nên nghĩ nhiều là có suy bé có tình trạng suy thận cấp, đề nghị là ure creatinine để đánh giá theo dõi. Rồi, đứa này á, thì thực ra nếu mà các bạn hỏi kỹ về phần bệnh sử, các bạn sẽ hỏi nó tiểu ít hay tiểu nhiều gì đó ha, nhưng mà nó mặc tả thì nên mình không theo dõi được. Rồi. Rồi, cái chỗ rối loạn kiềm toan á, sao em không cho làm cái khí máu luôn, chứ mình theo dõi là mình theo dõi gì? Dạ thưa anh, là tại vì em nghĩ là những đứa bé mà đã tiêu chảy mà nôn ói nhiều thì nghĩa là cái này nó có đã có tình trạng toàn chuyển hóa rồi, cho nên là em nghĩ là khi nào mà nó có cái biểu hiện lâm sàng thì mình mới làm khí máu. Rồi thôi tiếp. Có nguy cơ thất bại bằng đường uống, vì là ở bé này thì bé nôn ói nhiều, chiều tốc độ thể tăng cao tối đa trong vòng 1 giờ. Và tiếp. Về biện luận các nguyên nhân của tiêu chảy. Thứ nhất là các bệnh lý ngoài đường tiêu hóa thì không nghĩ do lâm sàng là khám không ghi nhận các bất thường ở cơ quan, bé tính, không phải mạch nhiễm trùng nhiễm độc, không sốt, không ban da, không yếu liệt. Về nhiễm trùng tại đường ruột thì nghĩ nhiều nhất do bé nôn ói, tiêu chảy liên tục, triệu chứng khu trú của đường tiêu hóa. Đồng thời đây là cái bệnh lý mà thường gặp ở trẻ ở độ tuổi này. Các nguyên nhân khác thì dưỡng thức ăn thì ít nghĩ, do là khai thác thì chưa ghi nhận tiền can dị ứng thức ăn, mẹ không có đổi thức ăn gần đây hay là sữa gần đây. Về ngộ độc ít nghĩ, do là mọi người trong gia đình bé cũng chưa ai ghi nhận các cái vấn đề về tiêu chảy. Tuy nhiên ở cái độ tuổi này thì bé hay bóc cho ăn những cái bồ lạ vào miệng, cho nên cũng cũng không rõ là gia đình có ghi nhận chắc ăn chắn là bé không có ăn gì lạ hay không. Thuốc không nghĩ cho bé không có dùng thuốc gì gần đây. Rối loạn tiêu hóa hấp thu thì không nghĩ cho bé là gì. Cái vấn đề dinh dưỡng, tình trạng dinh dưỡng của bé là bình thường theo tuổi. Về các bệnh lý ngoại kho thì không nghĩ do khám lâm sàng thì chưa phát hiện. Rồi, lớp mình có nhận xét thì cứ nhận xét ha. Em thấy cái chỗ mà tuổi này bé hay móc đồ cho vào miệng cái này nó không có đúng lắm. Tại vì nếu mà 6-7 tháng thì nó mới biết lọc, tức là nó chưa tự bò được, cũng không có tự ngồi một mình được. Chủ yếu sẽ là ba mẹ hay là người lớn giữ nó. Thì cái chuyện nó cầm hay nó móc cái gì lạ bỏ vô miệng thì thường nghĩ là sẽ có người lớn cái bên nó kiểm soát, chứ không phải là nó móc người lạ, nó móc đồ lạ mà người nhà không biết. Ủa, rồi nhóm mình đâu trả lời cho bạn kìa. Tại vì em nghĩ là bé có độ tuổi này, tức là bé đã biết với đồ bằng rồi, cho nên là có thể là không biết sốt được, nên là em đưa vào.
Dạ, và bạn có bằng thành lắc thì em xin trả lời thay. Rồi nói đi em. Dạ, ý là cái ngộ độc ấy tụi em để là có nghĩa là ý là cái em tụi em muốn nhắc tới là cái thói quen của bé là ở độ tuổi này là thường hay bắt tay vô miệng, thì không rõ là cái tay của bé có gì, ví dụ như là có dính rơm phấn tả hay là gì đó, thì có thể là cũng là một trong những yếu tố gây ngộ độc. Thì tụi em đưa vô, ý là đưa vô cái này là để nói về cái thói quen đưa bóc đồ bỏ vô miệng của bé thôi, chứ tụi em cũng không, ý là không có rõ là bé có ăn gì lại không, ý lại cũng không có chắc giống thì là người nhà có giám sát thường xuyên bé ăn. Dạ, em xin nói. Bạn trả lời vậy đó, thấy sao bạn Huyền Trâm? Thì em vẫn cảm thấy nó không thuyết phục. Rồi, tại vì hồi nãy các phần phía trên mà bạn đánh giá tâm vận á, thì bạn nói là lứa tuổi này là bắt đầu biết đưa tay với lấy đồ vật gì rồi ha. Thì một số bạn nói là biết lật thì cũng không hẳn là đúng, tại vì trẻ từ 2-3 tháng là đã bắt đầu biết lật rồi, 6 tháng là có thể bắt đầu biết ngồi, một số đứa khá hơn thì có thể bắt đầu biết bò ha. Cho nên cái lứa tuổi này thì đúng là nó phù hợp với lại cái mà có thể bóc tùm lum thứ đưa vô miệng được, nếu như mà nó hơi phát triển nhanh hơn một tí so với mấy đứa khác ha. Rồi thì như vậy đó, cho nên thật ra nhưng mà ý là anh không biết tại sao là cái ngộ độc thì bạn phải đưa vô phân biệt với tiêu chảy. Rồi thôi, nhưng mà anh trả lời như vậy các bạn Huyền Trâm thấy đúng không hay là có ý góp ý gì không? Dạ được ạ. Nhưng mà anh không biết tại sao ngộ độc cái lại đưa vô phân biệt với lại tiêu chảy ta. Ý em ở đây là không phải ngộ độc thuốc hay gì mà là ngộ độc do độc tố vi khuẩn hay là sao? Hay là do ngộ độc thức ăn hay là sao? Dạ, ý là phần này tụi em biện luận cái nguyên nhân của tiêu chảy anh. Ồ, thì chế này ngộ độc chạy hồi nãy bạn nói kia anh hiểu nha, anh nghĩ là tại cái chỗ này ngộ độc ở chỗ này ý là ngộ độc do độc tố của vi khuẩn, có nghĩa là ăn thức ăn ôi thiêu gì đó thì không hẳn là nó gây tiêu chảy, thì không hẳn nó là do vi khuẩn xâm nhập trực tiếp vào cái tế bào đường ruột nó gây tiêu chảy, mà là do cái con vi khuẩn nó ở nên em nấu ăn gì đó cái con vi khuẩn nó chết rồi, nhưng mà do cái phần độc tố còn lại cái vi khuẩn nó bền với nhiệt á thì em ăn vào thì nó vẫn gây ra được tiêu chảy. Thì anh nghĩ là ý em là vậy đúng không hay sao? Dạ, alo anh, em bị rớt mạng á, em bị rớt mạng, em mới mượn máy vào lại. Rồi ok. Thì anh nói á, là cái chỗ này á là bạn ghi vào ngộ độc, thì anh mới hỏi là ý bạn là ngộ độc chỗ này là ý là sao? Thì bạn nói là do là phân biệt với nguyên nhân gây tiêu chảy, mà anh muốn hỏi á, là trong các nguyên nhân gây tiêu chảy thì nguyên nhân ngộ độc là các bạn theo các bạn là sao á, là cơ chế là sao hay là sao? Dạ thưa anh, tại vì em nghĩ cái tình trạng tiêu chảy này thì ngộ độc bé ăn cái gì lạ thì bé ngộ độc vẫn có tiêu chảy, cho nên là em đưa vào để mà em biện luận em loại trừ. Không, ý anh là vậy này, là tại đúng là mấy bạn biết tiêu chảy thì là có thể do trực tiếp do virus hoặc là vi khuẩn, nhưng mà trong một số trường hợp chẳng hạn là mấy cái đồ ăn mà bạn hâm đi hâm lại nhiều lần á, thì khi mà các bạn hâm lên thì vi khuẩn nó sẽ chết, nhưng mà độc tố vi khuẩn gây tiêu chảy thì có thể nó vẫn còn bền với nhiệt, cho nên các bạn ăn vào thì trong trường hợp đó cái ngộ độc đó là ngộ độc do độc tố vi khuẩn, các bạn vẫn có tiêu chảy được. Thì ý anh là cái chỗ đó vậy thôi, cho nên mà bạn phân biệt ngộ độc mà bạn nói lý do là hay bóc bỏ đồ vào miệng thì anh thấy nó hơi bị ấy quá, tại khi mà nó bóc bỏ đồ vào miệng thì thường nó sẽ mang luôn cả vi khuẩn theo luôn, cho nên cái nguyên nhân gây tiêu chảy trong hợp đó thì nghĩ là do nó do vi khuẩn hoặc là virus thôi, chứ còn do ngộ độc thì hiếm khi nào mà tiêu chảy mà cái con vi khuẩn nó vào đường ruột mà nó không gây tiêu chảy, mà nó chỉ có ngộ độc do cái độc tố vi khuẩn. Hay là ý với bạn, hay là anh không biết là ý bạn có cái ý gì khác về cái vụ ngộ độc này không thì anh mới hỏi. Rồi hiểu ý. Hiểu ý ha. Rồi thôi mình đi tiếp. Về biện luận tác nhân gây tiêu chảy thì ở đây là nghĩ nhiều tiêu chảy cấp do virus, vì bé đi tiêu phân lắm nhiều nước, không đảm máu, kèm nôn ói nhiều, kèm với tiền căn là chưa được chống ngừa rotavirus, cho nên là nghĩ nhiều tiêu chảy cấp do rotavirus.
ít nghĩ đến không, 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 không. cái chỗ mà các bạn nói là do virus thì anh đồng lý, tại vì tính chất phân vậy đó ha. Thì sau đó cái thứ hai là không phải là kèm với tiền căn cho chủng ngừa rotavirus, mà là tại nên nghĩ rotavirus, mà các bạn phải nói là tại vì dịch tễ tiêu chảy ở cho em hầu hết là do rotavirus kèm theo với lại tiền căn chưa chủng ngừa, nên nghĩ nhiều là do rotavirus ha, chứ không phải là tại vì nó chưa chủng ngừa rotavirus nên các bạn nghĩ là do rotavirus nha, cũng không hẳn là như vậy. Rồi anh góp ý thêm vậy thôi, rồi thôi tiếp. Ít nghĩ đến vi trùng vì khám lâm sàng là bé không có biểu hiện nhiễm trùng nhiễm độc, phân thì không đàm máu, không đục như nước vo gạo, hiện tại chưa ghi nhận biến chứng, bé cũng không có tiền căn suy giảm miễn dịch hay là suy dinh dưỡng. Ít nghĩ đến ký sinh trùng vì là thường nếu mà tiêu chảy do ký sinh trùng sẽ là trên cơ địa, bé suy giảm miễn dịch suy dinh dưỡng và cái triệu chứng tiêu chảy này thường sẽ kéo dài. Rồi anh không biết mấy bạn học ký sinh trùng nào gây tiêu chảy ta? Nên là thường là con Entamoeba histolytica hay là amip. Vậy cái con amip đó thì nó gây tiêu chảy, mà nó sẽ gây tiêu chảy phân đàm máu. À, cho nên cái chỗ mà lý do bạn nói là ký sinh trùng trên cơ địa bé suy giảm suy dịch suy dinh dưỡng nó cũng hợp lý nữa. Con amip đó là do các bạn đi ăn uống hỏng gì đó là bị thôi, chứ không phải do suy giảm miễn dịch suy dinh dưỡng. Nên anh mới hỏi là bạn đang nói con ký sinh trùng nào. Dạ, thưa anh, là có thể là tiêu chảy do con Cryptosporidium. Cryptosporidium thì đúng là hay thường gặp tiêu chảy trên mấy đứa suy giảm miễn dịch suy dinh dưỡng, và nó sẽ là thường gây tiêu chảy mà cái kiểu mà kéo dài tiêu chảy mạng á ha. Thì tại anh thấy bạn biện luận trên anh mới hỏi là bạn nghĩ cái con gì mà bạn biện luận theo hướng này, chứ chẳng hạn là bạn nói amip thì nó cũng không phù hợp luôn, mặc dù nó có thể gây bệnh trên mấy đứa khỏe được, nhưng mà vấn đề là nó không bao giờ, mà nó ít, hầu hết là không bao giờ gặp ở những đứa nhỏ như vậy. Tại thứ nhất là, mà anh cũng biết tại sao ha, nhưng mà nói chung là thống kê dịch tễ thì hầu như là không có bệnh lý amip ở những cái đứa mà dưới 2 tuổi. Rồi thôi tiếp. Mình đề nghị cận lâm sàng là em đề nghị tổng phân tích tế bào máu vi CRP, destroytic, ion đồ A, ST, ALT, ure, cre, atenin và một cái siêu âm bụng. Hồi nãy phía trên em đề nghị mà có siêu âm bụng nha. Dạ, tại vì ở trên là tại vì biện luận em không nói, nhưng mà em đề nghị siêu âm bụng đây là tại vì bé nôn ói nhiều quá, em sợ bé có những cái bệnh lý ngoại khoa cấp cứu, cho nên em cần. Hồi nãy chỗ biện luận là không nghĩ vì khám không có dấu hiệu gì. Chỗ biện luận á, em nhớ em ghi là không nghĩ tới nhiều hay là cái gì đó, tại vì không có dấu hiệu gì luôn, đúng không? Dạ. Rồi cái xuống dưới thì lại sợ nên cho làm cái siêu âm bụng, nghe nó hơi bị kỳ kỳ ha. Rồi. Rồi ok, như đây thôi cũng được. Rồi thôi tiếp. Không làm khí máu đúng không? Rồi. Dạ. Về các bác cận lâm sàng thì ở đây là có bạch cầu tổng là 20.730 con, thì nó có tăng, nhưng mà neutrophil thì đã là 10.17, có là tăng nhẹ là khoảng 50.7%, cho nên là ít nghĩ đến cái tình trạng nhiễm trùng. Cái trường hợp bạch cầu tăng này em nghĩ có thể là nó tăng do phản ứng. Rồi Về dòng hồng cầu thì hemoglobin là 9, HCT là 30.1, MCV là 51, MCH là 15.3, tiểu cầu là 617. Thì nhận xét là bé này có tình trạng là thiếu máu hồng cầu nhỏ nhược sắc, thiếu máu mức độ trung bình và tiểu cầu tăng cao. Thì cái trường hợp mà tiểu cầu tăng cao này em nghĩ có thể là tăng do là cái phản ứng viêm kích thích tăng nhiều hồng cầu tiểu cầu, là cũng có thể là tại vì là bé này là có cái hồng cầu nhỏ xét, cho nên là nhiều khi là mấy nó đếm được gì nói đau tiểu cầu mà đếm được thì phải coi lại nha. Em coi cái MCV
Nếu cái MPV kiểu một cái 9,2 cái 51 làm sao mà đếm không được được. Tiểu cầu nó phải đếm được và phân biệt với hồng cầu nha. Tại vì hồng cầu kích thước tiểu cầu nó nhỏ hơn rất nhiều lần so với hồng cầu. Rồi, trên thông thế nào mà kêu máy đếm không được là coi phải nói lại. Cái này em biết tại sao một phần tiểu cầu nó tăng là do phản ứng. Các bạn biết là khi mà mấy đứa không đi thích hợp quên. Khi mà mấy đứa mà nó thiếu máu thì tiểu cầu thì tủy nó sẽ tăng sinh sản xuất thì trong đó nó sẽ có tăng kích thước tăng luôn cả dòng tiểu cầu. À, cái thứ hai là trên cái này nè, cái kết quả này thì cái này là máu lúc nó nhập viện đúng không? Thì rõ ràng nó có tiêu chảy mất 10% đúng không? Mà HCT nó 30,1 có nghĩa là khi mà bạn truyền dịch vô HCT nó sẽ còn xuống nữa. À, rồi trên đứa này là coi chừng nó thiếu máu cũng kha khá đó chứ không phải ít đâu. Rồi tiếp. À, nhược sắc là chữ cờ nha, phải nhược sắc là chữ T luôn nha mấy đứa. Sắc đây là màu sắc á, nha, chứ không phải là nhược sắc là ít sắc nha. Và kết quả trong đồ là có hiện tại là nat natri giảm nhẹ là 133 mmol trên lít, CRP là 10,57 mg trên lít thì có tăng nhẹ, thì đó là các chỉ số là trong giới hạn bình thường, có natri máu thì giảm nhẹ, CRP tăng nhẹ. Rồi tiếp. Về kết quả siêu âm bụng thì hiện tại thì cũng chưa phát hiện các tổn thương bệnh lý. Ừ, tiếp. Alo, tiếp đi em. Bạn đang rước mạng Sao mà sao mà cái gì đó gọi là cục hứng quá ta. Vậy bạn nhóm ba còn bạn nào khác không, vô trình thay cho bạn cũng được. Dạ, chuẩn đoán nhân xác định. Em xin lỗi anh và các bạn, vui lòng chờ một ít phút ạ. Thưa anh, em xin thay bạn trình tại bạn một lát. Đó là chuẩn đã xác định là tiêu chảy cấp ngày 4, có mất nước thì do virus giảm nhẹ, nghe chi máu có nguy cơ thất bại. Rồi, thứ nhất thì các bạn phía trên các bạn thấy không phù hợp nhiễm trùng gì đúng không? Thì tại sao mình vẫn nghĩ là nghi do virus thôi, mình không nghi là do virus luôn. Giờ các ký Dạ, sinh trùng đó. Ừ. Rồi nói đi em. thưa anh, là tại vì là em nghĩ là không nghĩ là bị trùng, tại vì nhưng mà tại vì cái xét nghiệm thì thấy là cái CRP thì nó cũng có hơi tăng nhẹ, mặc dù nó chưa tới ngưỡng là người nhiễm trùng nhưng mà nó cũng có tăng, nên em nghĩ là em chưa dám xác định là chắc chắn là do virus, cho nên là mới đến là nghi nghi ngờ. Về đứa này nếu mà em chưa chắc chắn là do virus thì vậy là hồi xuống xíu phần điều trị em xài kháng sinh đúng không? Tại em Dạ, chưa loại em trừ không được có do xác vi định. trùng. Vậy đúng không? Như vậy thì tại sao chuẩn nó xác định của em là nghi do virus, có nghĩa là chưa loại trừ được vi trùng nhưng mà xuống dưới em không xài kháng sinh. Ha,
Hiểu không? Tới là nếu như mà ở đây mà em xác định là nghi do em ghi là do virus luôn thì xuống dưới thì em nghĩ khẳng định em đâu xài kháng sinh tại đâu đâu có nguyên trùng. Nhưng mà nếu như mà do nguyên em còn nghi ngờ do nhiễm trùng thì về nguyên tắc em vẫn phải xài kháng sinh. Ha, à, cái đó thứ nhất là cái chỗ nhất anh góp ý cho mấy bạn. Thứ hai nữa là thôi được rồi, cái chỗ mà có giảm nhẹ natri máu thường các bạn ghi là giảm nhẹ giảm natri máu hay là hạ natri máu luôn cũng được, không cần phải ghi chữ có giảm nhẹ. Ha. À, thôi tiếp. Dạ, phần điều trị thì đầu tiên là hướng điều trị. Thế là bù dịch theo phác đồ B. Dùng kẽm nguyên tố 20mg trong vòng 7 đến 10 ngày. Dưỡng đầy đủ. Theo dõi dấu hiệu nặng theo em ạ. ICMCI là nguyên tố đánh thức. Cũng không uống được hoặc là uống kém. Đối với ổ da mất rất chậm. 2 giây dấu hiệu sốc tất cũng trùng huyết áp hoặc là nhanh bất mạch tim mạch theo dõi dấu hiệu tiêu chảy nhiễm trùng các dấu hiệu của sốt đi tiêu và số lần đau bụng nhiều không có rặn hay là có lẫn nhầy máu. Rồi tiếp đi em. Thì bé cân nặng 10.3 kg thì khi mà bù sẽ là bù 772.5 ml trong 4 giờ. Cái lượng dịch mất tiếp sẽ là 206 ml trong 4 giờ, tổng lượng dịch trong 4 giờ sẽ là 978.5 ml. Thì ra số ml trên phút là 4.1 và ra số giọt trên phút sẽ là là nhiêu? 80 giọt trên phút ạ. 80 giọt trên phút. Sao cái gì mà chia ra 4.1 ml là 80 giọt trên phút hả? 4.1 ml là 80 giọt hả ta? 80 nhân 0.05 cũng đúng. Rồi. Nhưng mà anh đang thắc mắc là tại sao các bạn biết dịch tiếp tục mất là 5? À, nhóm trình cái con số 5 nhân 10.3 nhân 4 là đâu ra? Dạ cái này là em tưởng em làm theo phác đồ ạ. Rồi phác đồ nói sao? Dạ phác đồ là sẽ ngoài cái bù dịch theo phác đồ B là mình lấy 75 nhân cho cái cân nặng mình cộng thêm cái dịch tiếp tục mất nữa thì là 50 lít trên ký cho 1 giờ. Phác đồ nào vậy ta? Dạ, ở trong bài của anh Thành dạy có cái phần đó. À, vậy hả? Rồi. Thì cho nó có tốc độ thải phân cao á, cho nên là tụi em tiếp tục bù trong vòng 4 tiếng để cộng vô cái tốc độ B nữa là phù hợp. Nói chung là bài của anh Thành ghi như vậy. Rồi thì nếu mà bài của anh Thịnh mà ghi như vậy thì ok. Tại định nghĩa của tốc độ thải phân cao thì nó phải trên 10ml trên ký trên giờ lận. Cho nên nếu mà bạn nói là vì nó thải phân cao, bạn cho thêm dịch tiếp tục mất thì các bạn phải ước lượng là 10ml trên ký trên giờ chứ không phải là 5. Cho nên anh thấy bắt con số 5 đó đâu ra. Còn nếu mà bạn không dám chắc thì các bạn cứ cân tả của nó rồi coi 1 giờ nó đi ra bao nhiêu rồi bù vô bấy nhiêu. Chứ không có... gọi là bù cái kiểu ước chừng 5 nhân 10 vậy. Nhưng mà nếu mà bà anh Thịnh dạy vậy thì thôi ok, anh không có nói gì thêm. Rồi thôi tiếp. Dạ, y lệnh sẽ là đặt đầu cao 30 độ hoặc phúc tú. Tap finger 500ml lấy một chai truyền 80 giọt trên phút. Bạn đi ăn và chăm sóc hai theo dõi sinh hiệu trong 1 giờ và được xuất nhập trong 24 giờ. Rồi, lên trên. Thực ra mấy đứa nếu mà bạn chẩn đoán nó là tiêu chảy cấp có
có mất nước á, thì thực ra bài mấy bạn học là có kêu cho nó nhịn không? Dạ anh, là phần này tụi em ghi nhầm để mình sai. Thế là cái này thì bé uống được thì có thể cho bé uống thêm. Uống thêm cái gì? Dạ này nó uống thì có thể là ý là cái ở cái ca này thì đầu tiên tụi em đánh giá là bé có nôn ói nhiều thì tụi em nghĩ là có khả năng là thất bại được uống. Nhưng mà nếu mà xét mà tình hình thì nhất là điểm nhập viện thì bé có thời điểm là đó thì bé có uống được anh, thì có thể là cho uống thêm Orizon. Rồi nói chung là nếu như mà cái lượng cần được bù á, thì nếu mà bù qua đường tĩnh mạch á, thì trong quá trình bù qua đường tĩnh mạch á, thì các bạn có thể, nếu mà nó bú sữa mẹ thì có thể tiếp tục cho trẻ uống tiếp tục sữa mẹ ha. Còn nếu như mà nó không có uống sữa mẹ thì các bạn có thể cho nó uống Orezon với điều kiện nó không nôn ói ha. Rồi nói chung là trong 4 giờ đầu thì nó sẽ nhịn ăn nhưng mà nó sẽ vẫn có thể uống được, trừ sữa mẹ vẫn tính là uống ha. Rồi ngày hơi tiếp à, quên nữa chứ, cái chỗ xuất nhập á, thì một cái đứa tiêu chảy á, thì các bạn nhớ lưu ý giùm anh là phải, tất nhiên tiêu chảy nhẹ không nói, mà tiêu chảy nặng mà nằm cấp cứu ha, các bạn ghi phòng không có cứu thì các bạn phải cho nó xuất nhập mỗi 8 giờ nha. Có nghĩa là mỗi 8 giờ các bạn phải cân tả coi tổng lượng dịch là bao nhiêu rồi, chứ không phải để một ngày lận. Rồi tiếp. Dạ, tiên lượng là bệnh có thể chẩn đoán và điều trị được, hiện tại nó không có lệ điện giải mà chỉ có di chứng, nên tụi em đánh giá đây là tiên lượng trung bình. Rồi ok thì cũng được. Ủa mà anh hỏi tí là cái phần bài của anh Thịnh á, là các bạn tính dịch là chỉ có dịch mất thêm với lại dịch phần thiếu thôi đúng không? Dạ đúng rồi, không có phải là tính theo nhu cầu cơ bản anh. Mình chỉ tính theo bù dịch thôi với bù mất thêm thôi. Rồi ok. Rồi thôi được rồi. Rồi hai tiếp. Ủa quên lộn, còn cái phần điều trị cụ thể của thử điều trị thực tế đâu? Hồi nãy thấy có cái slide đó đâu rồi. Không, cái slide chỗ mà điều trị thực tế. Ừ. Rồi, thấy dạ. Sao? Dạ thì khoảng 4, 7 giờ thì sau khi được chẩn đoán thì cho lắp phát Ringer 500 ml lấy 200 ml hoặc 200 ml trên ký. Bị chỉ tính mặt 200 ml trên ký. Ủa à, tại sao truyền 200 ml trên ký, là sao, là đứa này 10 ký 3 truyền 2 lít hả hay sao? Dạ không anh, ý là ca này mới vào thì các bác sĩ trong khoa thì bù dịch theo kiểm ngờ sốc giảm thể tích anh, thì sẽ bù là 20 ml trên ký trên giờ là 200 ml. Không, này cũng phải bù theo sốc giảm thể tích nữa. Dạ. Cái chỗ đó là ghi sai anh, chỗ tim đầu tiên là truyền tĩnh mạch 200 ml trên giờ. Dạ. Thì đúng rồi, thì đó anh mới thấy trên ký, anh mới thấy lạ là anh thấy trên giờ. Nhưng mà hồi nãy các bạn giải thích là kêu chảy như sốc giảm thể tích là cũng không đúng. Tại vì người ta đâu có chẩn đoán sốc giảm thể tích đâu, bạn kêu chảy như sốc giảm thể tích. Dạ, ở đây người ta mỗi giờ, cho nên là người ta nếu mà cái tổng truyền ở dưới cấp cứu thì nó chỉ mới đạt được là 60 ml trên giờ thôi. Ủa đứa này nó vô cấp cứu hả? 60 ml trên, dạ đúng rồi anh. Người ta bù ở cấp cứu trước. Nó vô cấp cứu hả? Rồi sao nữa? Nó chỉ mới bù được là 6, tính ra là khoảng 60 ml trong vòng 3 giờ, 4 giờ. Thì nó vẫn thiếu tới 15 ml trên giờ. Sau khi đâu, vào từ 3... mới có 2 tiếng, từ mới có 2 tiếng mà nó đã chảy được 60 rồi kìa. 3 tiếng chứ.
từ 7 giờ đến 8:50 là coi như 9 giờ đi là 2 tiếng đã đẩy được 60 rồi đó chứ đâu. Đúng không? Dạ, sau đó thì không chảy nữa. À, xuống. Tính ra là mới chuyển được 60ml trong vòng 4 giờ thôi. À. Vô khoa tiêu hóa thì đáng lẽ là người ta sẽ phải cho nó chuyển thêm cái lượng đúng của nó là 75ml trên 4 giờ, trên ký trên 4 giờ. À. Nhưng mà ở đây em nghĩ là người ta đánh giá rằng là bệnh nhân này có khả năng uống được cho nên người ta cho uống cho đủ cái phần đó. Nhưng mà sau đó thì nó lại tốc độ tải phân cao cho nên nó lại mất nước và vào phòng cấp cứu tiếp lại. Thì vào phòng cấp cứu thì cái y lệnh cấp cứu này thì thật ra là chỉ có truyền dịch mất thêm thôi. Cái lúc mà thôi anh em không nói với cấp cứu ha, cấp cứu thì theo đúng phác đồ thôi, còn lên chuyên khoa thì họ muốn ngưng dịch muốn gì đó, tại thực ra nó nhiều lý do lắm, chẳng hạn là nó hết phòng cấp cứu không có chỗ nên không có chỗ chảy dịch nên thôi lên cho nó cái chẩn đoán không cho mất nước để thôi cho nó uống nước ha, chứ thì cũng có thể lý do đó là có lý do bác sĩ lúc đó đánh giá sau đó thì anh không rõ ha, chạy lúc đó đánh giá da âm tính mắc không chủng nữa cho nên thấy thôi chắc nó cũng đủ dịch rồi cho nên không có cần cho nó tiếp tục truyền dịch nữa, thì sau đó bắt đầu cho nó uống Rezone mà sau đó nó tiêu chảy lại. Thì sau đó anh thắc mắc là lúc đó là 20 giọt trên phút đúng không, là có 60ml giờ. Cái chỗ 14:30 á. Dạ, 60ml trên ký 1 giờ thì chia 10 ký ra là 60ml trên ký trên giờ. Thì cái gì là... từ 20 giọt trên phút tức là có 60ml trên giờ à. Đúng không? Dạ, chia ra ký là 60ml trên ký trên giờ. Thì nó cũng tương đương với lại cái dịch mất thêm. Dịch mất thêm là tính theo thức là 50ml trên ký trên giờ. Rồi, vậy lúc đó là nó đâu có tiêu chảy gì đâu. Ý là như vậy thì lúc đó thì tại sao lại cho nó vô nằm phòng cấp cứu? Tại rõ ràng là bệnh nhân béo da mất chậm, mắc chủng là nó có mất nước rồi. Nhưng mà lúc đó lại tiếp tục vẫn điều trị chảy kia thôi, không có điều trị như là chảy của kia, không có điều trị như là của tiêu chảy có mất nước ha. Anh cũng biết tại sao. Rồi, hết rồi đúng không? À còn nữa ha. Rồi sau đó em đi tiêu 4 lần. Chảy là vậy, nó chảy được 2 tiếng đồng hồ với tốc độ chảy rất là chậm mà sau đó tiện mắt hết chủng, vui quá ha, nên hệt dịch hết chứ ngưng. Rồi sau đó lại tiếp tục cho vô, rồi sau đến chiều 17:30 lại tiếp tục chảy dịch tiếp giống vậy, không hiểu sao luôn ha. Rồi cho nên không biết tại sao, khó hiểu. Rồi, thì sau đó được chuyển phòng ngoài thôi, thì nói chung là cũng vậy. Rồi, nói chung là có hỏi gì không? À, còn phần dự phòng nữa, đọc luôn dự phòng nha em. Dạ, dự phòng, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, thực hiện ăn chín uống chín, không uống nước lã, sử dụng nước sạch trong ăn uống và sinh hoạt, trong chế biến thực phẩm, tay bằng xà phòng và nước sạch trước khi chế biến thức ăn, trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh, gia đình, tiêu học vệ sinh, không đi tiêu bừa bãi, không đổ rác thải, không phân xuống ao hồ, sử dụng phân tươi, phân chưa xử lý đảm bảo vệ sinh được. Bón cây trồng, khi có dấu hiệu tiêu chảy cấp, phải đưa đến ngay cơ sở y tế gần nhất để được tư vấn và điều trị. Rồi, này đọc nghe vui quá ha. Này không biết chép trong đầu ra. Nói chung, nói tóm lại á, là chỉ có một cái dự phòng á, là ăn chín uống sôi và rửa tay thường xuyên thôi ha, là những cái mà mình thực hiện được. Còn những cái gì gia đình tiêu học vệ sinh hay gì đó thì cái đó thì muốn nói thì nói, nhưng mà cái tư vấn đó nó hơi bị khó. Vậy cái thứ hai nữa là đối với mấy đứa nhỏ mà nó uống sữa nè, đặc biệt uống sữa bình á, phải kêu mẹ nó thường xuyên là nấu chục nước sôi bình sữa gì đó ha. Mấy bạn sẽ thấy là nó uống sữa mẹ nó không có gì tiêu chảy đâu. Đa phần mấy đứa tiêu chảy hỏi đi toàn là uống sữa công thức không à. Là tại sao? Là tại vì thường là nhà nó mấy cái bình sữa này đó rửa không có sạch, rồi phơi không có ở những cái vị trí ấy á, rồi nó thường là dễ bị vi khuẩn hay là ruồi gì đó đậu lên, xong rồi uống vô cái nó tiêu chảy. Ừ, chuyện đó là như thế đó. Cho nên hầu hết là do uống sữa ngoài, là do cái cách vệ sinh của cái bình sữa ha. Rồi đồ thậm chí thấy có nhà cho nó uống sữa cái ngậm cái tù ti, xong cái rắc tù ti xuống đất lụm lên cho nó ngậm tiếp. Đó, còn có vụ vậy nữa. Cho nên mấy cái đó là hỏi coi thôi nó không tiêu chảy được. Thì những cái đó cũng là những cái vấn đề cần phải lưu ý cho người nhà.
À, còn mấy đứa lớn á, thì hầu như là mấy đứa 2-3 tuổi ít khi nào nó tiêu chảy lắm, mà nó đã tiêu chảy thì thường là nó tiêu chảy nhiễm trùng do cái con vi khuẩn luôn. Còn mấy đứa nhỏ này nó tiêu chảy do virus hoặc là vi trùng á, thì thường đa phần là do cái bình sữa. Rồi, có ai hỏi gì không mấy bạn? Rồi, không ai hỏi gì hết thì thôi mình kết thúc ha. Ngày mai mình còn cái alo. Ngày mai mình còn cái bệnh án sốt xuất huyết á, thì nhờ cái nhóm Trình nó gửi bệnh án qua giúp cho anh ha. Rồi, vậy ha, không có gì hết nữa không? Hả? Ý là ngày mai em đại diện các bạn mà đám thẩm cấp cứu cho anh thì ngày mai mấy giờ alo, ổn quá, anh không có nghe, em nói lại đi. Dạ ý là ngày mai em đại diện có mấy nhóm, ba nhóm, hai nhóm kia với lại nhóm đang đi để nộp bệnh án cấp cứu thẩm cấp cứu cho anh. Thì anh nói rằng tại bệnh viện thì khoảng có mấy giờ thôi, với lại có gì đắt em chắc phải tầm 1 giờ 1 giờ rưỡi em ơi. Dạ. Rồi 1 giờ 1 giờ rưỡi ha. Thì để coi, tại sáng nay anh có nhắn tin anh hỏi chị Sương là có mượn được phòng không, thì chị Sương kêu là để hỏi, nhưng mà anh cũng chưa thấy phản hồi là có mượn được phòng không. Nếu học được phòng thì mình sẽ học trực tiếp luôn. Còn nếu như mà không được mượn được phòng á, thì anh sẽ phải chạy qua bệnh viện anh lấy, xong rồi anh mới ra phòng và anh dạy, thì chắc không phải tầm 2 giờ mình mới học online. Dạ, cảm ơn anh. Dạ. Rồi vậy ha, không ai, rồi nếu không ai thắc mắc gì về cái bệnh án nữa hết thì chúc các bạn tuần sau thi, ủa bên tuần này chứ, tuần này thi tốt ha. Rồi bye bye mấy bạn. Và nhớ giùm anh là có chúng nhầm bệnh tiêu chảy thì phải ấy nha mấy đứa, thì phải nhớ là đọc lại bài tiêu chảy cho nó kỹ nha. Ủa hình như cái phần thôi được rồi, thôi hỏi đi. Rồi vậy ha, nhớ chung là nhớ uống kẽm đồ nữa nha mấy đứa. Rồi thôi bye bye mấy đứa. Dạ em cảm ơn. Thank you.